Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ và mình là Kiều Oanh người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay Kiều Oanh sẽ chia sẻ tới các bạn công dụng của dòng sản phẩm cao hồng sâm đến từ Hàn Quốc trong việc là hỗ trợ điều hóa huyết áp. Thưa các bạn, nếu như bạn đang gặp phải tình trạng huyết áp không ổn định lúc cao, lúc thấp thì hẳn rằng bạn cảm thấy rất khó chịu đúng không ạ? Huyết áp không ổn định không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống của những người xung quanh. Và huyết áp không ổn định tưởng chừng như là một căn bệnh đơn giản nhưng nó ảnh hưởng rất nhiều đến chúng ta cũng như là gây nguy hiểm đến tính mạng. Hãy tưởng tượng rằng một ngày bạn đang ngồi làm việc, bỗng nhiên huyết áp của bạn bị tụt xuống một cách thấp cũng như là khi đứng dậy bạn cảm thấy xây sầm mặt mày, chóng mặt và bạn ngã làm ra đất bất tỉnh. Vâng, như vậy có thể thấy mức độ nguy hiểm của huyết áp không ổn định. Chính vì vậy, việc làm như thế nào để giúp cho huyết áp được điều hòa tốt hơn, ổn định tốt hơn luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm. Và với dòng sản phẩm cao hồng sâm này là một trong những dòng sản phẩm xuất xứ đến từ Hàn Quốc. Và đúng như cái tên, cao hồng sâm được lựa chọn từ những củ sâm tươi tại Hàn Quốc 6 năm tuổi. Và những củ sâm này thì được chọn lọc từ chất lượng cho đến là khối lượng, phải làm sao đạt tiêu chuẩn tốt nhất để cho ra đời những dòng sản phẩm cao hồng sâm tốt nhất, mang đến sức khỏe tốt nhất cho người sử dụng. À vâng, và quan trọng hơn hết với dòng sản phẩm cao hồng sâm này thì có chứa nhiều hợp chất tốt cũng như là các axit amin, vitamin và khi mà chúng ta sử dụng thì nó sẽ đi vào cơ thể cũng như là điều hóa huyết áp cho chúng ta tốt hơn đặc biệt sử dụng dòng sản phẩm cao hống sâm không chỉ giúp cho mạch máu của chúng ta được lưu thông tốt hơn mà nó còn có tác dụng là loại bỏ các cholesterol xấu trong cơ thể đồng thời là làm tăng cường các cholesterol tốt và từ đó thì giúp cho cơ thể của chúng ta điều hóa huyết áp một cách ổn định hơn và với những người mà bị huyết áp thấp thì với dòng sản phẩm cao hồng sâm này thì Kiều Anh khuyên rằng mỗi ngày các bạn nên sử dụng một cho đến là hai lần và mỗi lần thì chúng ta nên uống trước hoặc sau khi ăn từ 15 cho đến là 20 phút. Và với dòng sản phẩm cao hồng sâm này thì khi các bạn sử dụng nó không chỉ là hỗ trợ điều hòa huyết áp mà nó còn giúp tăng cường sức khỏe trong cơ thể, đồng thời là tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa được nhiều căn bệnh nguy hiểm. Đối với những người gặp tình trạng huyết áp không ổn định như Kiều Anh vừa chia sẻ, sau khi sử dụng dòng sản phẩm cao hồng sâm, chỉ từ 1 tháng cho đến 1 tháng rưỡi, các bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi rõ rệt ở tình trạng sức khỏe của mình, cũng như là huyết áp của mình sẽ ổn định hơn còn đối với những khách hàng mà muốn ngăn chặn căn bệnh cao huyết áp hay là muốn ngăn chặn tình trạng huyết áp không ổn định hay là đang có những hiện tượng huyết áp của bạn không được ổn định thì khi sử dụng dòng sản phẩm cao hồng sâm này nó sẽ kịp thời đẩy lùi các triệu chứng đó cũng như là cung cấp các dưỡng chất các vitamin cần thiết cho cơ thể để cơ thể của bạn luôn khỏe mạnh cũng như là loại bỏ các cholesterol xấu và tăng cường sự hoạt động máu từ đó thì giúp cho huyết áp của bạn được trở nên ổn định và tốt hơn À và quan trọng hơn hết là với dòng sản phẩm này thì khi sử dụng các bạn nên nhớ cho kiểu anh là chúng ta pha với nước ấm và mỗi ngày thì chúng ta sẽ uống từ 1 cho đến là hai lần và tất nhiên để mua được dòng sản phẩm tốt nhất cũng như chất lượng nhất thì các bạn hãy liên hệ ngay tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm cao hồng sâm đến từ Hàn Quốc. Và hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.